Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Ngày hôm nay, nóng Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 sáng ngày 18 tháng 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các lãnh đạo chủ chốt họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước, cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc thời gian sắp tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Các ý kiến tại cuộc họp khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Các cấp đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh. Lãnh đạo chủ chốt khẳng định cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thật là sự đoàn kết, gương mẫu, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp chung. Các đơn vị cần sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng để trình Hội nghị Trung ương khóa 10, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Và trong đối ngoại, cần tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng. Lãnh đạo chủ chốt cũng yêu cầu các cấp làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt các công tác phòng và chống tham nhũng tiêu cực, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Và Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Sau khi theo học trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân, ông Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ Chính trị 1, rồi làm Cục Phó Bảo vệ Chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ Chính trị 3, Tổ Tổng Cục An ninh. Năm 2009, khi mang quân hàm thiếu tướng, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Vào tháng 8 năm 2010 thì ông làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ông giữ chức cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4 năm 2016. Đầu năm 2019 thì ông Tô Lâm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng hàm lên Đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử Công an Nhân dân mang quân hàm cao nhất. Ông Tô Lâm hiện là Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng và chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban. Trong thời kỳ ông làm Bộ trưởng thì Công an liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều đại án như là Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, thương vụ Mobifone, mua cổ phần AVG và đường dây đánh bạc Rigvip nghìn tỷ đồng. Từ năm 2022 cho đến nay thì Bộ Công an đã điều tra nhiều bê bối lớn liên quan đến công ty Việt Á, chuyến bay giải cứu, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, FLC, Tân Hoàng Minh, Phúc Sơn và Thuận An. Ông Trần Thanh Mẫn, 62 tuổi, quê ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 13 và 15. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ cán bộ đoàn ở tỉnh Hậu Giang, giữ cương vị Phó Bí thư tỉnh đoàn. Và khi Cần Thơ được tái lập, ông Mẫn được điều chuyển thăng chức làm Bí thư tỉnh đoàn Cần Thơ. Ông sau đó trải qua các chức vụ như là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2021 thì ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Ngày 2 tháng 5, ông Mẫn được Ủy ban Thường trực Quốc hội phân công điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội sau khi Quốc hội miễn nhiệm ông Vũ Đình Hệ. Và đó là thông tin của ngày hôm nay. Nếu em thấy hay, đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký vào chuông nhé. Tạm biệt.